Xin chào bạn. Những bài trước, chúng ta đã được học về cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng thực hành để tính những hình mà được ghép từ những hình đó nhé. Đây là thành phố thân yêu của chúng ta. Ở đây đang có một khu đất. Bạn hãy thử tính diện tích của khu đất này với những độ dài này đi nhé. Chúng ta chưa được học cách tính hình như thế này. Nhưng bạn hãy xem thử, hình lớn này được ghép từ những hình nhỏ nào vậy? Bạn hãy tính ở ngoài nháp, xem thử kết quả bằng bao nhiêu, rồi nhập kết quả vào đây nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bạn hãy xem thử, cách làm của bạn có giống với cách làm này của mình không nhé. Mình sẽ coi hình này, được ghép từ hai hình nhỏ này và hình này nhé. Sau đó, sử dụng những dữ kiện mà đề cho, thì mình sẽ tìm được diện tích rồi. Đây là cách giải của mình, bạn tham khảo thêm nha. Bài này cũng có một cách tính khác nữa, là tính hai hình chữ nhật vàng này. Sau đó, cộng với hình chữ nhật xanh này. Bạn hãy tính thêm cách này nữa cho thành thạo đi nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Tạm biệt bạn nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Một bồn hoa gồm một hình chữ nhật và hai nửa hình tròn. Hình chữ nhật có chiều dài 22 m và chu vi là 80 m. Tính diện tích bồn hoa. Đề bài cho bồn hoa có hình dáng như hình vẽ, cho chiều dài và cho chu vi. Muốn tính diện tích của bồn hoa này thì bạn có thể cộng diện tích của hai nửa hình tròn và diện tích hình chữ nhật. Mà muốn tính diện tích của hình chữ nhật thì bạn phải biết được chiều dài và chiều rộng. Chiều dài thì bạn đã biết rồi. Dựa vào dữ kiện chu vi nữa thì bạn đã tìm được chiều rộng rồi đó. Còn muốn tính diện tích của hai nửa hình tròn thì bạn phải biết được đường kính hoặc bán kính, mà đường kính thì chính là chiều rộng luôn đó bạn. Mình đã gợi ý cho bạn rồi đó, bạn hãy tính tiếp đi nha. Bạn làm đúng rồi.